Thú thật với mọi người chứ bữa nay mình rất là đuối luôn các bạn. Mình mới đi Vĩnh Long về, chạy vừa đi vừa về chắc là tầm Tây Gây Vĩnh Long chừng như sao. Đó, đi về chắc là 60 cây luôn á. Trời ơi, nó đuối như trái chuối luôn Sáu ơi. Xong rồi. Cái đó là cái gì, cái bọc đen đó hả? Trời ơi. Cái bọc cái gì, cái bọc đen mà. Vàng trong đây không thần. Vàng sao ăn? Nó chơi chứ cái cánh gà. Cánh gà đem mà nấu cháo, tính mua thịt cho ông Sáu nhưng mà thôi thịt giờ này nó thiêu hết rồi, mua cánh gà. Cánh gà nó thiêu hơn chút. Đúng rồi, cánh gà là chiên giòn. Nhưng mà thôi cánh gà nấu cháo cũng ngon. Thôi bây giờ đang bệnh tật rồi nấu cháo đi. Xong rồi chấm nước mắm gừng rồi đó. Không sao, không sao, lấy nghe. Ủa cháo mình làm 1-2 lít. Ủa lộn. 1-2 chén. 1-2 chén. Con cứ nhầm hoài nhận Sáu nhắc tới chứ. Có miếng nào đâu mà lít. À bây giờ thấy cho người khỏe hơn chưa? Làm như nó có cái chân bệnh rồi, nó cũng không khỏe, không phải không có bình thường. À. Khỏe nhưng mà không khỏe bình thường á. À, nó hơi mệt mệt đấy ha. Có cái gì nó nói không được. Có cái gì nó không được. Trong cái chuyên cái môn, đó. Cái chuyên môn người ta đó bệnh đó mà, trong cái chuyên môn á. À. Trời, cái nước đá uống, người ta uống bia nữa nè. Ủa lộn, trà đá lộn, cái nhà ngoài hết hồn hết chứ. Người ta cắt cỏ, người ta dư, người ta cho đó, không sao đâu, cái gì có đâu. Trời ơi, dơ gàng chi nó vậy, khuê. Nhắm nhắm rồi có lông không à? Khoe mọi người. Khoe mọi người. Nó út lục bình tốt quá. Trời, kêu coi. Thiệt không chạy? Ê, bữa nay lại có mấy kiến mới nữa rồi. Mấy kiến kia đâu mất tiêu rồi. Kiến mỗi ngày mà. Chàng người ông Sáu ơi. Mỗi lần mà con về đây là rôm rã đúng không? Đúng rồi. Thì con đi vắng cái là hơi buồn không Sáu, hỏi thiệt tình hơi buồn. Buồn chứ. Không sao có ai đâu. Nhoi vậy quen nhoi ha. Ừ. Đôi khi nhoi thì cũng bực á nhưng mà vắng rồi cũng buồn. Không có bực. Mày không có nhau giờ đâu có được nhoi đâu. Nào giờ đâu được nhoi nữa, sáng nghe Sáu nói tội quá mọi người. Kiểu này chắc tối nay ngủ với ông Sáu luôn quá, nước này nước mưa gì không Sáu? Nước mưa không nghe, Nước lọc thôi con. Con người ta bệnh gì cái bắt đầu nho quá trời luôn. Ủa lộn mà nó nho nó chữ. Nhoi. Nhoi chứ không phải nho hả? Ừ. Bây giờ ông cố gắng mà giữ gìn sức khỏe đi, đừng có thuốc rồi giả sử như ai kêu nhậu rồi chút đỉnh thì cũng hạn chế trong thời gian này đi là sức khỏe nó hồi phục là. Nhớ cái bột này kìa mọi người. Bột này nó tanh lắm á mọi người. Sáu có thêm muối bột ngọt luôn chấm cho không? Chưa. Chưa, con bỏ miếng muối ngọt nha. Có bỏ ít xíu cháo nó mát rồi. Bữa nay ông Sáu ăn cháo này xong cái bắt đầu đổ mồ hôi ra là hết bệnh luôn ông Sáu. Đúng rồi, ăn cháo người tao ăn cháo này. Vô được, ăn vô được. Đừng mặt á. Đóng lùng. Chào hỏi, chụp hình bình thường. Thử cái mùi gừng này nhớ hồi nhỏ sáng á kiếm được mấy con cá rô đồng nhỏ mà làm khô á, xong mới đầu mình chiên lên đó không Sáu. Rồi xong ăn cháo nó ngon, chiên cũng được, kho mặn cũng được. Giờ thì ông Sáu sẽ cho gừng vào cháo mọi người đó, chừa miếng làm nước mắm không Sáu. Rồi như đây được. Dạ như đó được rồi. Em chín rồi ông Sáu. Rồi còn không chín. Còn gì mà không chín. Thơm không Sáu? Con nghe mùi á. Thơm. Hút lục bình ra tay mà. Không lục bình ra tay. Có ông Sáu hỗ trợ cái bên mà. Rồi trời nó trắng bốc, nhìn đã mọi người chấm với nước mắm ớt, nước mắm gừng cái chờ tôi nói. Nó phê. Giờ cậu cháu lại tiếp tục. Ông Sáu đi tìm gì ông Sáu? Đi hái rau ăn cháo chứ ăn không sao nút trôi. Nè rau là ông Sáu. Nè ông Sáu. Con thích cái đó, con hay cái đó đi. Ôi không dám bứt nữa. Bứt nó không ra cho đọt nổi. Để ông Sáu cắt đi. Lúc nãy gió quá trời. Bây giờ yên gió luôn mọi người. Được chưa? Không có một miếng gió luôn. Được không Sáu ơi?
không, lúc nãy gió hù, bây giờ yên gió luôn. Là mọi người biết là trời sắp mưa rồi đó. Trước khi mưa là trời sẽ có hiện tượng như thế này các bạn. Đúng không, 6 chiều nay có mưa không? Tối mới mưa. Tối mới mưa hả? Con nói chiều nay mưa đó. Cá đi. Thôi không có cá, cá thua ông Sáu. Ông Sáu có coi dự báo thời tiết, con không có coi. Báo thời tiết bữa nay nắng 36 độ. Thì ông Sáu, có bông kìa, có bông rồi ông Sáu. Bông thì ngắt bò. Các ăn á, ngắt đi ông, à. Ông ngắt rồi con ăn hết luôn á. Bông hả? Ăn bông bỏ bông. Ăn bông. Ăn trứng bỏ gì không sao? Ăn trứng bỏ trứng. Mưa tới nữa rồi mọi người ơi. Chiều nay tôi lội thấy bà tôi nữa, tôi lội lúc mượn miệng ngoài kia kìa. Đó. Ngay mũi tay đó là lội lúc rồi đó mọi người. Còn quýu ở đây nè. Đây có cái đường vô nhưng mà đây là đường đất. Nó thành ra vô không được, mưa kìa. Đang thui kìa. Đó, thấy không? Còn đây là ông Sáu. Ông Sáu rửa đâu nhanh vô ông Sáu. Rửa kỹ lắm. Rửa kỹ lắm hả? Để coi đi. Nghi ngờ lắm nha. Nghĩ sao không sao ngang. Nó có nghĩ xấu đâu, nó có nghĩ xấu gì đâu. Trời ơi, trời mưa nhìn cảnh vật. Nó mát, nó đã không sao ơi. Ông Sáu này, ông Sáu nhìn trong điện thoại không sao. Đẹp ha. Đẹp. Đẹp như video. Đẹp như video, ông Sáu nó kéo bị vốn luôn ông Sáu. Cuối cùng thì mọi thứ xong xuôi rồi. Bây giờ cậu cháu mời mọi người cùng ăn chung cái nồi cháo nè. Nói cho ông Sáu cái bữa này ông Sáu được khỏe lại. Khỏe lại mà còn nhập viện chưa xuất viện đâu nha các bạn. Khỏe lại mà còn nhập viện. Chưa xuất viện đâu, nãy trốn về thôi nha. Ông ấy trốn xin về. Nghe nói trốn người xuống người ta bắt ông á. Đó. Ở đây còn bỏ thêm vài cọng ngò rí nữa mọi người cho nó thơm. Thấy không? Nè. Đây. Nồi cháo. Mời Út Lục Bình. Trời thánh thần, sáu khách sáo quá à. Cho, cái này tại vì cho ông sáu phải mời chứ. Đây nè, còn đây là mấy cái đùi gà. Trông khá là đẹp á mọi người. Ông sáu cầm lên nhúng nước mắm làm miếng nha ông sáu. Bự quá. Bự quá. Mời mọi người dùng với ông sáu nha, với Út Lục Bình nha. Cố gắng hỗ trợ cho ông sáu với Út Lục Bình phát triển mạnh mẽ nha. Trời. Bên này văn chương nữa đó nghe. Đâu làm miếng ơi. Ngon quá. Ngon quá. Cái dạ. Vị nó làm sao? Nó mềm mềm thơm thơm. Nó mềm mềm thơm thơm hả? Đấy, cũng còn con cũng thử một cánh này như thế nào. Nước mắm gừng này sao được không sao? Vừa ăn rồi. Vừa ăn rồi. Nhưng cái cháo chắc hơi thiếu gừng. Cháo hơi thiếu à, đúng rồi. Vì cháo nhiều quá. Tại vì gừng cũng hết rồi, gừng cũng còn có nhiều đó. Đây các bạn. Mời mọi người nha. Trúng bài con cào cào. Rồi đâu đắng điện rồi má. Cái này người ta phải ăn với rau thơm, cậu cháu mình ăn rau dừa. Rau má nó cách. Kệ đi, có gì ăn nấy mọi người. Có miếng gừng đó. Cháu này thiếu thiếu gì không cháu? Thấy đủ rồi. Nó hơi lạc quá. Con thấy hơi lạc. Lạc chân nước mắm vô. Nó thiếu muối. Cháu cũng ngon chứ bộ. Cháu lỏng nè. Cái ngày đi mệt về mà được một nồi cháo như thế này thì còn gì bằng mọi người. Bù đắp lại những gì mà mất hả? Mất sức rồi, chứ mất gì đâu. Không được, còn lắc cách này. Mấy thằng quỷ này con không mê bằng rau là con nói thiệt á. Nó cỡ rồi để vô nó ăn nữa con sao. Ăn cái cháo nó ăn ha. Ăn cái gì nó ăn đó. Không, không bình thường, không hôm kia con ăn nó đâu có ăn cỡ này đâu, cái này nó ăn quá. Nó lớn. Hôm nay ăn cậy nhỏ. Lúc nào ra đây ăn với sáu cũng ăn cũng ngon á. Nói thật không đó. Nói thiệt. Để bình con sáu vậy.
đâu có bơm, ông Sáu sao mà bơm được. Được gió đó. Được gió à? Không có, tại ra đây ăn ngon thiệt. Đặc biệt là lá cách. Cách thì ăn rất là đã. Ăn hết là cách thì ăn tới lá cà na. Cà na nó đã đập non đó. Không biết có ăn được không, ăn được con ăn luôn á. Ăn thử rồi. Ăn thử rồi. Con không phải chục bạch đâu dám thử đâu. Đôi khi trái này ăn được mà lá này không được rồi thôi rồi. Ăn vô cái dãy là ăn được nhưng mà nó cũng ngon thôi. Con hỏi thiệt chứ phê không sao? Hỏi thiệt. Thiệt. Xôi bồ kê luôn Sáu rồi. Sao thế, khỏe chưa? Khỏe cho người chưa? Nói thiệt á. Khỏe. Khỏe rồi phải không? Mới là chạy xe đi chợ đi bệnh viện được mà nói là phải không? Đúng rồi. Chạy được rồi mà. Thì thôi video bây giờ cũng dài rồi mọi người. Hai cô cháu cũng đã ăn xong. Thì đây là những gì mà hai cô cháu muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai cô cháu nha. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, mạnh mạnh không sao. Bye bye.